Hè sắp đến cũng là lúc các cô gái chuẩn bị sắm sửa hàng loạt quần áo, giày dép mới để xúng xính vào hè. Ngoài quần áo thì hàng loạt phụ kiện xinh xắn cũng được các bạn gái thi nhau sở hữu. Để biết được đâu là món phụ kiện hot trend dành cho cô nàng Gen X đang làm mưa làm gió trong hè năm 2021 thì các bạn hãy cùng Vlog Đẹp khám phá ngay trong video này nhé. 1. Nhẫn nhựa màu, phụ kiện hot trend dành cho các cô nàng Gen Z. Phụ kiện màu sắc sặc sỡ đang dần trở thành xu hướng thịnh hành nhất trong tủ đồ mùa hè năm 2021 của Gen Z. Nếu bạn nghĩ rằng diện nhẫn nhựa chỉ dành cho con nít thì bạn đã nhầm to rồi nhé. Ngắm nhìn street style của các host Instagram gần đây, không khó nhận ra sự xuất hiện của những chiếc nhẫn nhựa màu. Đặc biệt những kiểu nhẫn to bản, càng nhiều màu sắc lại càng được các cô gái ưa thích. Một phụ kiện hot trend năm 2021 này sẽ giúp các nàng tô điểm cho bàn tay của mình thêm nổi bật hơn đấy nhá. 2. Phụ kiện hot nhất hè năm 2021 dành cho các cô nàng Gen Z, vòng cổ hạt nhựa. Cũng nằm trong xu hướng phụ kiện màu mè đang gây bão hè năm 2021, nhưng chiếc vòng cổ hạt nhựa cũng đang là món đồ được Gen Z rất là săn lùng. Đây từng là kiểu mốt thịnh hành về thế hệ 8X đời cuối và 9X đời đầu cách đây 15 năm. Và giờ đây, mẫu phụ kiện này tiếp tục quay trở lại gây bão trong tủ đồ phụ kiện hè năm 2021 của các cô nàng 10X. 3. Bờm caro, mẫu phụ kiện dành cho cô nàng Gen Z đang gây sốt hiện nay. Những kiểu bờm nữ tính và yêu điệu vài năm trở lại đây đang được các cô nàng yêu thích nồng nhiệt. Tuy nhiên, nhắc đến mẫu phụ kiện hot nhất dành cho bạn gái Gen Z hè nay thì phải kể đến kiểu bờm caro màu. Kiểu bờm này sẽ giúp các nàng Gen Z sở hữu diện mạo như những nữ sinh nhà giàu trong phim Mỹ. 4. Mẫu phụ kiện hot trend dành cho các cô gái 10X, kính cách điệu. Không thể thiếu trong danh sách nhưng mẫu phụ kiện hot trend xinh xẻo dành cho các nàng Gen Z cho mùa hè 2021 này chính là kính cách điệu. Khác với sự nhàm chán của những kiểu kính thông thường thì kính cách điệu sẽ giúp bạn có một diện mạo cực kỳ độc đáo. Đặc biệt khi bạn diện những kiểu dáng như là mắt bướm, mắt chuồn chuồn hay là kính không trong. Xu hướng phụ kiện này sẽ giúp các cô nàng có bức hình selfie chất lừ đấy nhá. 5. Dây đeo khẩu trang. Xu hướng phụ kiện dành cho các cô nàng Gen Z năm 2021. Khẩu trang hiện đang là món đồ bất ly thân khi ra phố trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên đối với các cô nàng Gen Z thì việc đeo khẩu trang cũng phải thật cute phô mai que. Từ đó mà các kiểu dây hạt nhựa màu sắc sặc sỡ dùng để móc vào dây khẩu trang cũng đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của những nàng mùa xinh xắn mọi lúc mọi nơi. Đây chắc chắn là món phụ kiện hot trend hè 2021 mà các nàng Gen Z mê tít. 6. Vòng cổ ngọc trai, phụ kiện thịnh hành nhất dành cho các bạn gái 10X. Nhiều cô nàng nghĩ rằng việc đeo vòng cổ ngọc trai sẽ khiến bản thân trở nên già dặn. Nhưng với vòng ngọc trai ngắn như là choker kết hợp thêm các kiểu mặt xinh xắn thì các nàng sẽ phải thay đổi suy nghĩ đấy nhá. Kiểu phụ kiện hot trend hè năm 2021 này dành cho các cô gái Gen Z sẽ giúp bạn có thêm diện mạo vừa cổ điển lại vừa sang chảnh đáng kể nhá. 7. Một phụ kiện các nàng Gen Z không nên bỏ qua, ốp điện thoại dây xích. Nhắc đến món phụ kiện hot nhất dành cho các cô gái Gen Z hè 2021 thì không thể thiếu ốp điện thoại dây xích. Ốp điện thoại dây xích trông hay ho và cool ngầu hơn hẳn những loại ốp thông thường. Nếu thích, các nàng cũng có thể đeo luôn điện thoại vào khuỷu tay của mình như một chiếc túi xách đó nhá. 8. Kẹp tóc bướm bướm. Cách đây 20 năm, hoa tiết cành bướm được coi là một xu hướng thịnh hành để các chị em thi nhau diện. Hiện nay, xu hướng này đang quay trở lại mạnh mẽ và xuất hiện trên nhiều món phụ kiện nổi bật hè năm 2021 của các cô nàng Gen Z. Tuy nhiên phổ biến nhất là các kiểu kẹp tóc. Món đồ này cực kỳ thích hợp với những nàng mà thích style bánh bèo đậm chất tiểu thư. 9. Trang túi sách, phụ kiện đang được những nàng 10X săn đón nhiều nhất hè năm 2021. Những chiếc móc cài túi sách cũng là một xu hướng phụ kiện hè năm 2021 mang đến cho cô gái diện mạo mà không thể ngọt ngào hơn. Một phụ kiện hot trend này hiện đang có vô vàn những kiểu dáng khác nhau cho nàng lựa chọn, như là cục bông, hình thú bông, hình cánh bướm. 10. Món phụ kiện không thể thiếu của các cô gái Gen Z, scrunchie. Được lăng xê bởi Jennie, Blackpink, chẳng có để đoán ra scrunchie sẽ là một trong những phụ kiện và được các cô nàng Gen X săn lùng cho mùa hè này. Không chỉ có công dụng buộc tóc, scrunchie còn được sử dụng như một chiếc vòng tay nữ tính. Chúng sẽ giúp các nàng tôn lên nét đẹp mềm mại, duyên dáng trông như những tiểu thư đài cát vậy. 11. Phụ kiện không thể thiếu cho những nàng Gen Z trong hè 2021, khuyên tai dài. Khuyên tai dài được dự báo sẽ trở thành một phụ kiện hot nhất trong hè năm 2021 dành cho các cô nàng Gen Z. Khác với những đôi khuyên tai ngắn và cá tính làm mưa làm gió trong năm vừa qua,
Năm nay, có thể những đôi khuyên tai dài, tua rua hoặc là có thêm một phần xích mảnh sẽ là thứ không thể thiếu trong tủ phụ kiện của các nàng. Đặc biệt, những mẫu khuyên tai dài có hình tam giác sẽ giúp gương mặt của nàng trông nhỏ gọn hơn, vừa dịu dàng lại giữ được nét cá tính. Trái lại, khuyên tai bản to sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn theo đuổi phong cách sexy. Ngoài những món đồ mà cô nàng Gen Z nào cũng cần có ở trên, thì bạn cảm thấy sẽ có thứ gì trở thành phụ kiện hot trend trong mùa hè 2021 này không? Thì hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình cho blog đẹp biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà blog đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé!